Các bước giúp đăng ký cho Schoology. Bước thứ nhất, đăng nhập vào tài khoản Source của quý vị. Bước thứ hai, nhấp vào Schoology Access Code nằm phía bên trái. Bước thứ ba, copy và dán hoặc viết mã truy cập Schoology Access Code của quý vị. Nếu quý vị có nhiều hơn một học sinh, quý vị sẽ nhập các mã truy cập còn lại sau đó bằng cách sử dụng tính năng Add Child. Bước thứ tư, nhấp vào nút Sign up for Schoology LMS. Bước thứ năm, nhập mã truy cập Access Code và nhấn nút Continue. Bước thứ sáu, điền vào biểu mẫu với tên của quý vị, địa chỉ email hợp lệ và tạo mật khẩu. Bước thứ bảy, nhấp Register. Nếu quý vị chỉ có một học sinh, quý vị đã hoàn thành một đăng ký của mình. Bước thứ tám, để thêm nhiều học sinh vào tài khoản của quý vị, nhấp vào mũi tên hướng xuống ở trên cùng bên phải và nhấp vào liên kết Add Child. Bước thứ chín, nhập mã truy cập Access Code từ SOAR và nhấn vào nút Use Code. Bước thứ 10. Lặp lại các bước này nếu quý vị có nhiều trẻ đăng ký vào SBS. Thêm thông tin về Schoology vui lòng vào www.seattleschool.org/schoology. Nếu quý vị có câu hỏi hay cần hỗ trợ vui lòng email cho sourcesupport@seattleschool.org.